Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 20 tháng 3 năm 2023. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9, 0. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 1, 4. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 1207, 9243, 9190. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 7921. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 07946, 85091, 55313, 72255, 12178, 65849, 13731. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 04879, 30533. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 65716. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 10981. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 3, 4, 3, 5. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 7, 6, 3, 4, 3, 5.